Nam Công Nguyên xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại thì mình đang có mặt tại huyện Bắc Mê. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái góc nhìn khác của huyện Bắc Mê, đó là góc nhìn chim bay. Hôm nay thì đồng hành với mình thì có anh Trường đến từ kênh Cao Nguyên Đá Hà Giang. Rồi, xin chào các bạn nhé. Hôm nay anh Trường sẽ đồng hành cùng mình và đi giới thiệu cho các bạn về cái thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê này. Ok, bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị khởi hành thôi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ khởi hành. Welcome. 3, 2, 1, bay. Bây giờ mình sẽ bay lên trên rồi nhá. Ok, mình xin giới thiệu qua về cái huyện Bắc Mê một chút. Huyện Bắc Mê thì là thuộc tỉnh Hà Giang, cách thành phố Hà Giang khoảng hơn 50 cây số. Và huyện Bắc Mê thì được thành lập vào ngày 18 tháng 11 năm 1983. Huyện có khoảng hơn 60.000 dân số. Đây chúng ta bắt đầu đang nhìn thấy cái huyện Bắc Mê. Huyện Bắc Mê thì trải dài theo cái khu vực này là sông Gâm phải không anh Trưởng? Đúng rồi, đây là con sông Gâm. À, sông Gâm huyền thoại đấy. Đây trước tiên thì mình sẽ quay một vòng ở chỗ huyện Bắc Mê cho các bạn xem đã. Đây. Đây các bạn hãy xem toàn cảnh quanh khu vực Bắc Mê nhé. Mình đang đứng ở đầu huyện Bắc Mê. Đó. Đó, đây là toàn cảnh huyện Bắc Mê này. Đây, mình sẽ tránh ra một chút. Thì hiện tại mình đang đứng ở trên một cái cây cầu treo nối liền sang xã này là xã gì anh? Xã Lạc Nông. Xã Lạc Nông, à vâng. Đây là một cái thôn nhỏ. Vâng. Thuộc về xã. Vâng, anh cứ đi đi ạ. Đây là một cái thôn nhỏ của thị trấn Yên Phú đúng không anh? Ok, đầu tiên thì mình xin giới thiệu đó là huyện Bắc Mê thì phía Bắc là giáp với tỉnh Cao Bằng. Còn phía Tây là giáp với huyện Vị Xuyên, tỉnh Đông Cao Bằng. Vâng, đúng rồi ạ. Còn phía Nam thì giáp với huyện Na Hang của tỉnh Tuyên Quang. Và phía Bắc với là giáp huyện Yên Minh của tỉnh Hà Giang. Đây chúng ta đang xem là có mặt, đây là dọc cái thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê. Huyện Bắc Mê thì nó trải dài theo cái trục đường quốc lộ 34 phải không anh Trường? Đúng rồi. Vâng. Đây là tuyến đường đi sang Cao Bằng, quốc lộ 34. Thế còn đây là chúng ta đang có mặt ở chỗ đoạn này, đoạn nào đấy ạ? Là trung tâm thị trấn. À, trung tâm thị trấn. Còn đi qua chỗ cái cầu này là cầu được tên là gì đây? Cầu này là cầu Na Nèn. Na Nèn à? Cầu Na Nèn đi qua. Theo thông tin em nắm được thì ở huyện Bắc Mê hình như là có hai chỗ, có một huyện cũ nữa đúng không anh? Cũ cách huyện mới 6 cây. Vâng. Thì bây giờ chúng ta đang có mặt ở khu vực huyện mới đúng không nhỉ? Đây thì huyện Bắc Mê thì lại đi thẳng theo quanh cái khúc sông của khúc sông Gâm. Ở huyện Bắc Mê thì cũng có rất là nhiều địa điểm để mà chúng ta đi du lịch, đặc biệt là có một cái hang của người Việt cổ phải không? Hang Đán Cú. Vâng. Cái hang đấy thì anh có thể cho em biết là nó có cái gì ở trong đó không ạ? Ngày xưa. Ngày xưa thì có các cái cổ vật như là các cái vật dụng đồ dùng như gốm sứ, cái bát đĩa, cũng như là một số cái vật dụng công cụ lao động như là rìu đá này. À thế ạ. Rìu đá này, xong là có cả hình như cả trống đồng Nông Sơn cũng được tìm thấy ở trong đó. À vâng, theo em là thông tin mình cũng nắm được thì ở khu vực huyện Bắc Mê thì có một cái khu đồn lưu trú của đồn Pháp vậy à, gọi là Căng Bắc Mê. À thế ạ. Vâng, Căng Bắc Mê thì được anh có nhớ là xây dựng được từ năm bao nhiêu không anh? Năm 1919. À thế ạ. Đây chỗ này chúng ta đang nhìn thấy hình như là đang khu vực sân vận động à, đây phải không anh? Đây là công viên. À công viên. Đang chuẩn bị làm. À còn đây là phía này là chỗ khu vực trường học. Đấy, khu trường học. Ba trường. Trường cấp 3, cấp 2 và trường tiểu học. Vâng. Và với lại một cái trường nội trú cũng ở gần đây.
Thế còn khu vực này là thuộc khu dân cư, khu Nà Nèn đấy. Nà Nèn, à đây thì nếu mà đi đi dọc cái tuyến đường này đi thì chúng ta sẽ đi vào thôn nào đấy? Thôn Bản Lạng. Thôn Bản Lạng này. Thị trấn Yên Phú. Và có thể là vào trong đó có hai tuyến, một tuyến là sang Bản Lạng, một tuyến thì sang cái Nà Phia. Vâng. Đấy là một thôn. Thế trong còn cái đây đây là cái dọc cái tuyến này là ở dưới gần gần huyện mới đúng không ạ? Tuyến này là tuyến đi về phía Cao Bằng. Là cũng đi đi đầu huyện. Đầu huyện. Nếu mà mọi người đi từ Cao Bằng sang thì đây là đầu huyện, còn đi từ Hà Giang vào thì chỗ này là điểm cuối huyện. Điểm cuối huyện. Thế còn ở đây như em thấy là cũng cái Bắc Mê là nó dọc theo một trục đường chính đúng không anh nhỉ? Nó dọc theo con sông Gâm này. Ở đây thì bà con chủ yếu là trồng trồng lúa đúng không anh? Bắc Mê thì đa số là trồng lúa nước. Ở vùng Bắc Mê thì nó là vùng núi đất các bạn, nên là nó cũng nóng hơn cái vùng cao nguyên đá Hà Giang rất là nhiều. Ở dưới này nóng. Ở đây thì em thấy những cái làng mạc của ở huyện Bắc Mê cực kỳ đẹp vào cái mùa lúa chín nữa đúng không anh? Mà dân số Bắc Mê thì chủ yếu dân tộc gì hả anh? Dân tộc Thầy là nhiều. Do vậy là cái kiến trúc nhà sàn của dân tộc Thầy có rất nhiều và được nằm dài ở những cái nhóm nhà như ở bên trên em thấy cái chỗ xanh xanh đây là có lên trên một chút thì nhìn sang bên kia sông ấy thì sẽ có một cái dãy nhà sàn. Đấy, nhà sàn rất là đây dãy nhà sàn đấy ạ. Thì hiện tại thì sóng nó đang gặp trục trặc như hiện tượng mất sóng, mất GPS. Đó, chúng ta sẽ đợi một lúc nữa, máy bay là đang sẽ tự quay lại. Luôn không? Vâng. GPS đang 12 vì chúng có thể là chúng ta đang đi qua cái vùng khuất sóng anh ạ. Sóng hay dây điện này. Vâng. Chúng bên trên đấy có dây điện nhiều. Không, bây giờ là máy bay là đang tự bay về rồi. Tí nữa khi nào có sóng đây. Đây khả năng là vào khu vực mất sóng rồi, là đang bay về rồi anh ạ. Đây chúng ta sẽ tự tay điều khiển nhé. Ok, vừa nãy các bạn ạ, vừa nãy mình bay ra cái khu vực nó hơi khuất một chút, nó bị mất sóng nhưng mà chắc là máy quay vẫn ghi lại được. Thì bây giờ mình đang bay về và cho các bạn xem cái chiều ngược lại của cái huyện Bắc Mê. Ui cực kỳ là đẹp. Đây, đây là cái điểm cuối của Bắc Mê đúng không anh? Đầu huyện. À đầu huyện. Vâng. Khu sân vận động cũng như là ban các cơ quan khối đoàn nhà nước là là tập trung hết này. Hết chỗ trung tâm này. Chỗ sân vận động này. Mòm sông. Ở sông Gâm này thì thường thì bà con nuôi cá gì anh? Ở đây thì đa số là nuôi cá lồng như là cá nheo này, cá lăng này, cá chiên. À thế ạ. Là thế mạnh là cũng là những cái nguồn nuôi trồng nhiều chính của bà con ở đây. Vâng, thì em cũng thấy là Bắc mỗi huyện thì có một cái đặc điểm riêng và có cái bản sắc riêng. Bắc Mê cũng vậy. Bắc Mê là một cái huyện đầu tiên em nhìn thấy là trải nó uốn lượn theo cái khúc sông Gâm anh ạ. Bởi vì địa hình Bắc Mê thì rất là phức tạp, toàn núi thôi. Nên là cái mặt bằng thì không có mấy. Do vậy là chỉ có dọc theo bờ sông thì mới có cái mặt bằng. Ở phía dưới này anh có thể em cũng có thể quan sát Bắc Mê cũng có rất là nhiều ruộng bậc thang anh nhỉ. Đây, đây là một cái bản làng nhỏ trên cái ngọn đồi của thị trấn Yên Phú. Đúng không ạ? Sau huyện ủy đây. À đây chỗ này đang sau huyện ủy. Tròn như một mâm xôi luôn. Vâng. Em cho máy. Đây mình ở đây mình sẽ ở đây và mình sẽ zoom cận cảnh cho các bạn xem cái bản làng ở trên cái thị trấn Yên Phú này. Wow. Đây là một cái xóm gọi là xóm Đông Thần. Đông Thần này. À thế ạ. Vâng. Đông Thần thuộc thị trấn Yên Phú. Rất là đẹp cái này con là nó nhìn như kiểu là một cái giống như cái bãi ruộng bậc thang ở vùng Căng Trải, nó có một cái mâm xôi. Đúng rồi, vâng. Quá đẹp. Vừa nãy thì em không để ý lắm. Ở trên này này, vâng. Thấy được. Đây Bắc Mê thì bao quanh thì cũng bởi là núi non thôi vì vùng cao nguyên đá mà đúng không anh? Đúng, một bên đá một bên đất. Bắc Mê ở đây ở huyện này, một bên sông thì là có núi đá rất là cao, một bên toàn núi đất. Vâng.
Phía em thấy chúng ta đang bay lên phía trên này, hình như là nếu mà đi dịch lên một chút nữa là chúng ta đến cái một chỗ gọi là phim trường Cha Cõng Con phải không anh? Đúng rồi. Anh có thể cho em một chút về cái thông tin của cái phim trường đấy được không ạ? Cái phim trường này thì đóng vào cái mùa nước lũ và nó nằm ở cái thác nước. Nếu mà mùa này đi thì sẽ thấy thác nước. Đấy, nó thuộc xã Lạc Nông. Đấy, địa phận của xã Lạc Nông. Thế nó cách trung tâm huyện xa không anh? Cách trung tâm huyện khoảng 4 cây. 4 cây có phải là chỗ đoạn này không? Chỗ đoạn tít đằng bên tay phải em đang chỉ. Chỗ hẻm núi đấy. À chỗ hẻm núi này ạ. À thế ạ. Vì là ở chỗ này khu vực nó uốn lượn quanh co nên là mình cũng không thể bay xa hơn để cho các bạn xem được. Vì là nếu mà bay xa hơn nữa thì vào chỗ đoạn khúc cua ấy nó lại bị mất sóng anh ạ. Vâng, mất GPS. Wow, cực kỳ đẹp. Ở bên này thì xung quanh huyện thì bà con trồng rất là nhiều lúa anh nhỉ. Đây là lúa nước. Đúng rồi. Đây, những cái bản làng ở trên núi rất là đẹp. Đây là cái bản bản gì? Hạ Sơn 2. Hạ Sơn 2 ạ, vâng. Hạ Sơn 1. Hạ Sơn 1 thì bên dưới. Đây là điều đặc biệt hơn nữa, chỗ các bạn đang nhìn thấy đây là một cái cầu treo. Em thấy rất là giống với cầu San Francisco ở bên Mỹ. Cực kìa giống, phiên bản thu nhỏ, đúng không ạ? Anh, đây. Cầu treo này rất là dài. Vâng. Rất là đẹp. Đây thì mình sẽ bắt đầu là hạ thấp xuống một chút để cho các bạn quan sát được hết cái cầu treo này nhé. Cầu treo này ban đêm đẹp lắm. À thế ạ. Ban đêm thắp điện lên thì nhìn lung linh như. À, ở đây là thắp điện lên được anh? À, thế mình hơi tiếc một chút thì mình lại không thể xem được cái cảnh ở cái chỗ cầu treo này vào ban đêm. Đây thì bây giờ mình sẽ zoom cho các bạn xem có giống không nhé. Đấy. Wow. Cực kỳ đẹp anh nhỉ. Đây. Công nhận là Bắc Mê em thấy đẹp. Nói chung là giống cái dòng sông Gâm, giống như một cái dải lụa cuốn quanh bao trọn lấy thị trấn Yên Phú nhỉ. Cực kỳ đẹp. Thôi có khả năng bây giờ là video của anh em mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy video hay hãy like và chia sẻ, đặc biệt hãy đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Các bạn nếu bạn nào muốn khám phá cái vùng đất Bắc Mê thì hãy đến kênh của anh Trường, kênh Cao Nguyên Đá Hà Giang. Anh ấy là chuyên về thôi cái này để em nhường anh đi. Rồi. Nhường anh giới thiệu đi. À, thực ra là mình sinh ra và mình đang công tác ở huyện Bắc Mê, do vậy là các bạn muốn khám phá huyện Bắc Mê thì vào kênh Cao Nguyên Đá Hà Giang của mình thì mình chuyên đi khám phá các cái bản làng cũng như là các cái văn hóa đặc trưng của vùng miền ở nơi đây. Vâng, rồi. Thế chào các bạn nha. Bây giờ các bạn thấy video hay hãy like và chia sẻ, đặc biệt hãy đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nha. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.